Chàng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm được mệnh danh là một trong những người rất là giỏi ở thời nhà Mạc, cho nên người ta mới gọi ông là Bạch Văn Cư Sĩ. Ông ta từng nói: một mai một quốc một cần câu, thơ thẩn giàu ai vui thú nào, ta dài ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Thu ăn mang trúc, đông ăn giá, xưng tấm hồ sen, hạ tấm ao. Rượu đến gốc cây ta sẽ uống, nhìn xem phú quý tựa chim bao. Ông đã nói rất là rõ trong từng câu một của bài thơ Nhàn. Đây là một trong những bài thơ rất là nổi tiếng của ông trong bộ Bạch Văn Cư Sĩ. Một mai một quốc một cần câu, thơ thẩn giàu ai vui thú nào. Ông miêu tả được rằng là cuộc sống nhàn cư an tiện ở nơi quê nhà rất là đơn giản, không cần bon chen ở một nơi nào đó quá xôn xao và xô bồ. Tiếp theo, ông khẳng định một sự chớ diễu rất đơn giản: ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Tại sao một người giỏi như vậy mà ông lại bảo là ta dạy, mà ta dạy rồi còn tìm nơi tơi vắng vẻ? Tìm là rất là khó tìm, đúng không? Tìm nó đối với đến, cho nên khi một người nào đó đến một nơi nào đó thì nó có xác định sẵn, còn tìm là chúng ta phải tìm rất là mỉa mai, rất mỉa mai. Cho nên ở đây dạy không phải là người kém mà người rất là khôn. Còn cái người khôn kia đến nơi lao sao, đó là một nơi xô bồ mà chúng ta không nên làm như vậy. Thu ăn mang trúc, đông ăn giá, xưng tấm hồ sen, hạ tấm ao. Có nghĩa là sống cuộc sống rất là nhàn, đơn giản, có gì ăn đó, thuần theo vũ trụ, thuần theo tự nhiên. Và tắm cũng vậy, ở cũng phải rất đơn giản. Rồi ông chốt một câu rồi nhỉ: rượu đến gốc cây ta sẽ uống. Có nghĩa là đơn giản, sống có sao mình làm vậy, đúng không? Cuộc sống có gì đó mình cố gắng là được, đừng có thở nào mà chèo cao, mộng cao. Và ông chốt cái câu cuối cùng mới quan trọng này: nhìn xem phú quý tựa chim bao. Nhìn xem phú quý có nghĩa là ông sẽ nhìn xem cái phú quý nó được bao lâu. Cái phú quý mà nhiều người hằng ngày đang cố gắng tìm kiếm, mơ ước và giết lẫn nhau, hại lẫn nhau để được đạt được mục đích lẫn nhau, thì nó rất là ngắn, nó giống như chim bao, một giấc mơ. Và chính điều đó cho nên ông đã khẳng định điều mà chúng ta cần phải nhớ, đó là gì? Hãy sống một cuộc sống đơn giản, trí tuệ và thông thái, đừng xô bồ, đó rồi cuối cùng ta chẳng được cái gì.